Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Tận, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa ngày Ất Tỵ tức can sinh chi, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa kỵ tuổi Kỷ Hợi Tân Hợi ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao U Vi Tinh, tốt mọi việc, sao Yếu In hay còn gọi là sao Thiên Quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Lục Hợp, tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa, xấu mọi việc, sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thần Cách, kỵ về tế tự, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Và đặc biệt, ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 23 tháng 7 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đẩy, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày có nhiều tình huống xấu sẽ xảy đến với bạn. Ví dụ như là bạn bè, đồng nghiệp vốn thân thiết nay lại có sự mâu thuẫn, thậm chí là trở mặt với nhau. Và với bạn tuổi Tý, bạn cần phải giữ vững về lý trí để có thể đưa ra những cách hành xử sao cho đúng đắn nhất. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn cũng không nên mù quáng tin theo những lời bạn ra tán vào, xúi dục của người ngoài, mà cần phải dành thời gian để kiểm chứng lại thông tin, để tránh rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn trước đó, khiến cho bản thân phải chịu những thiệt hại không đáng có. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, điều này còn cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người nhà lại không được như ý muốn, bởi cả hai bên thường xuyên có sự bất đồng ý kiến với nhau. Cả hai bạn, bạn và người ấy đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình, hạ thấp ý kiến của đối phương được bạn tuổi Tý nhé.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim gặp nhiều tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy hãy luôn giữ vững lý trí, không nên hành động nông nổi. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa không nên mù quáng tin theo những lời xúi giục của người ngoài. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ khăng khăng làm theo ý của mình, dễ vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu cần phải hạn chế qua lại với những quan chức trong chính quyền địa phương nếu như không muốn rước họa vào thân. Với bạn tuổi Sửu, bạn nên cố gắng làm việc dựa trên chính sức lao động của mình, chứ không nên tìm cách tâng bốc, nặng nọt để giữ quan hệ với những người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu đang gặp tiểu nhân rình rập, điều này cũng sẽ khiến cho bạn trải qua một ngày không được mấy yên bình. Và nếu như bạn là người làm lãnh đạo thì bản mệnh cũng trở nên nghe theo những lời số nịnh của kẻ xấu, đưa ra những quyết sách sai lầm, ảnh hưởng tới cả tập thể. Và nếu như bạn là nhân viên, bạn cũng nên làm tốt bổn phận của mình. Sự thật cuối cùng sẽ chứng minh tất cả mà thôi nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có được cái chuyện tình cảm rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa được sự căng thẳng và áp lực, với bạn tuổi Sửu không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng với người ấy. Hai người cũng có thể sẽ tìm ra được cách giải quyết mọi vấn đề với nhau sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim không nên qua lại quá mức thân thiết với quan lại trong chính quyền. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy cố gắng làm tốt việc của mình, không nên dựa dẫm vào người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa không nên nghe theo những lời xúi giục của kẻ xấu. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ hãy tìm cách giải tỏa sự căng thẳng và áp lực. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc tin tưởng vào nửa kia của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này có thể sẽ đẩy bạn tuổi Dần vướng vào những rắc rối do tác động của cục diện này gây ra. Với bạn tuổi Dần, bạn cần phải tập trung cho công việc của mình và đừng có quá bận tâm tới họa, bởi mỗi người có một cuộc sống và họa cũng sẽ tự mình tìm cách xử lý những vấn đề mà mình đang gặp phải mà thôi. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần lại đang bị thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn, khiến cho mọi thứ bị đảo lộn và có lúc bạn mệnh tuổi Dần bức xúc và nóng giận tới mức thiếu đi sự kiểm soát. Với bạn tuổi Dần, bạn đừng có để cho những cảm xúc giận tới tình huống này, và dù sao, sự bình tĩnh trong những tình huống khó xử thực sự mới là cách xử lý khôn ngoan với bạn nhé. Ngày thứ bảy này, bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy sự tự do là điều mà bạn khao khát trong ngày hôm nay. Chẳng có lý do gì hay là bất cứ tác động nào có thể ngăn cản bước chân của bạn đạt được điều mà bản thân mình trong đời. Vậy thì với bạn tuổi Dần hãy làm những điều mà mình muốn, bởi vì chỉ ít là nhờ thế mà bạn có thể dễ chịu hơn rất là nhiều trong ngày hôm nay nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ cực đoan khi gặp phải những vấn đề khó khăn khiến cho bạn lạc lối. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, hãy suy nghĩ cẩn trọng rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, bạn có thể làm sai nhưng đừng quên nhận lỗi và sửa lỗi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, có những bí mật của bạn bị người ta tiết lộ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, đừng có ăn mặc quá nổi bật bởi bạn sẽ bị đánh giá sai. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 38, số 94, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này chứng tỏ về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và các thành viên trong gia đình đang rất hòa hợp với nhau. Và dù là khi có sự bất đồng, các thành viên trong gia đình bạn cũng luôn có được sự bình tĩnh để thảo luận, tìm ra được tiếng nói chung, chứ không có sự tranh cãi khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, tình cảm của bạn và nửa kia cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều khi hai người có thể sẽ đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần phải đối phương cất thành lời. Và để có được như vậy, hai người đã luôn không ngừng tòa chuyện và đặt mình vào vị trí của người kia nữa. Trong ngày thứ bảy này, bạn tuổi Mão còn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này cũng sẽ đem lại cho bạn có được nhiều may mắn, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán sẽ có được cơ hội hốt vàng, hốt bạc về cho mình. Với bạn tuổi Mão có thể sẽ nhận được một khoản tiền kha khá do đã chăm chỉ làm việc trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hướng đi của bạn đang rất là đúng đắn. Bạn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa cho tương lai. Đừng có ngại khó khăn, vất vả trên con đường mà mình đã lựa chọn, bạn tuổi Mão nhé. Và câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp, quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nửa kia có được sự thấu hiểu và tâm lý, vợ chồng đồng lòng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, biết trân trọng tình cảm mà mình đang có. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nhận được tiền lương, tiền thưởng do làm việc chăm chỉ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tiếp tục làm việc theo hướng đã đặt ra từ trước đó. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn có thể sẽ nhận được những tin mừng trong lĩnh vực về sự nghiệp, công danh. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận sẽ giúp cho bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, lãnh đạo và có được cơ hội phân công cho những công việc trọng đại, là bước đà để thăng quan tiến chức dành cho bạn nữa rồi. Với bạn tuổi Thìn, và dù bạn là người còn trẻ tuổi, với bạn cũng hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu lên ý kiến, quan điểm của bản thân. Và nếu làm được việc này, với bạn sẽ khiến cho mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa, góp phần sẽ giúp cho công ty, cơ quan gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Tuy nhiên, xem tử vi cũng chỉ ra rằng, trong ngày hôm nay, 20 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 23 tháng 7 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Và với bạn tuổi Thìn trong ngày này, nếu như có ý muốn xuất hành đi xa thì bạn đừng quên nên cân nhắc xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn có được nhiều sự may mắn và thuận lợi nữa nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa nhận được sự tin tưởng trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu lên ý kiến của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc có được cơ hội được cấp trên cất nhắc thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim làm việc nghiêm túc thận trọng sẽ ghi điểm trong mắt mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy sắp xếp công việc để tiến hành sao cho hợp lý. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 16, số 86, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày con đường tài lộc của bạn xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có được thiên tài chiếu cố. Ngày này với bạn tuổi Tỵ có thể sẽ phát tài nhanh chóng nhờ vào các ngành nghề tay trái, công việc tự do hoặc là nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay, và đây cũng chính là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Thậm chí trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ, một số người sẽ có được cơ may phát tài nhanh chóng nhờ vào những trò chơi may rủi, như thể là trúng số, trúng thưởng, hay là có thể sẽ có được một khoản tiền trời cho khi có được cát tinh trợ mệnh. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi Tỵ cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng sẽ không giúp cho bạn duy trì được sự khá giả lâu dài, mà bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình sẽ giúp cho tiền bạc sẽ được sinh sôi nảy nở, tiền đĩa ra tiền bạn tuổi Tỵ nhé. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, điều này nhắc nhở bạn chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Và nếu như có điều gì không hài lòng, với bạn tuổi Tỵ nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có được phương hướng tháo gỡ hoặc là được giải tỏa phần nào, chớ nên giữ trong lòng khiến cho tinh thần thêm phần căng thẳng bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhanh chóng phát tài nhờ vào các ngành nghề tay trái. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ không nên tiêu xài tiền bạc một cách phung phí. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc nếu có thể hãy học cách làm giàu. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim hãy cư xử một cách lý trí hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy không nên nóng nảy khi gặp những chuyện không như ý. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh, và lúc này sẽ có người nào đó không thể ngưng việc đề nghị sự giúp đỡ từ phía bạn. Họ trông mong những đóng góp và chia sẻ của bạn để vượt qua những giai đoạn, những lúc khó khăn như thế này. Vậy thì với bạn tuổi Ngọ, hãy nỗ lực để giúp đỡ trong khả năng của mình. Bạn chính là cứu cánh cho họ lúc này nữa đó nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được vận may về tiền bạc. Với khoản tiền đang có, bạn có thể xử lý được rất nhiều việc và khá nhiều người lúc này làm ăn được thuận lợi, doanh thu dồi dào, đầu tư có lợi nhuận một cách đáng kể nữa. Thế nhưng với bạn tuổi Ngọ trong ngày này, cũng đừng chỉ chờ dựa vào vận may mà bạn hãy tự dựa vào năng lực của bản thân mình để kiếm tiền. Bạn hãy tin rằng khả năng của bạn là vô hạn và tiền luôn có sẵn cho người xứng đáng. Bạn đừng có lo lắng rằng người này có tiền thì bạn sẽ bị mất đi một khoản, thì đó là quan điểm sai lầm bạn tuổi Ngọ nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, khi bạn đủ quyết tâm, bạn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, hãy thực tập cho mình thói quen tốt từ ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thích được nghe những lời khen ngợi, không thích nghe những điều chê trách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, bạn khôn ngoan hơn trong các quyết định về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đánh giá của bạn không phải lúc nào cũng đủ sáng suốt. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 84, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân trở nên cực kỳ là đào hoa trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái nhờ tính cách hiền hòa, cởi mở của mình. Và nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn cũng nên dành cơ hội cho những người thực lòng đến với mình, chớ nên mãi sống trong thế giới riêng và khép mình như vậy bạn tuổi Mùi nhé. Trong ngày thứ bảy này, nếu như bạn là người đã lập gia đình rồi, cũng sẽ có được một ngày rất là yên bình. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất mỗi khi bạn gặp phải những khó khăn, là động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa mỗi ngày. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên cẩn trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định liên quan tới vấn đề về sự nghiệp, chứ có vội vàng đưa ra quyết định nào đó chỉ vì nghe theo những lời rủ rê của người ngoài, bởi ngay lúc đó với bạn sẽ không thể nào lường hết được những khó khăn mà mình sẽ gặp phải về sau này đâu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội tìm được nửa kia, cần phải quan sát kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chớ có vội nghe theo những lời rủ rê của người ngoài. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên quá vội vàng đưa ra quyết định nào đó. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, vợ chồng đồng lòng sẽ khắc phục được những khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 68, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động tích cực từ cục diện ngũ hành nhị hợp trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân vốn là người có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Lại thêm, với bạn tuổi Thân, bạn là người được thần Phật che chở, cho nên việc gì mà bạn bắt tay vào làm cũng được thuận lợi, trôi chảy, thậm chí bạn còn giúp đỡ được mọi người xung quanh nữa. Trong cuộc sống, với bạn tuổi Thân, bạn là người luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn, thậm chí sẽ có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho bạn. Vì vậy, tốt nhất là với bạn tuổi Thân nên có lòng đề phòng với mọi người, đừng nên quá cả tin nhé. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Điều này cũng nhắc nhở bạn rất dễ khắc khẩu với nửa kia của mình, cũng vì quan điểm bất đồng với nhau trong cuộc sống. Và khi cả hai người đều trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là với bạn nên tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện và bắt đầu lại khi cả hai bình tĩnh hơn. Nói dài chỉ khiến cho hai người đều phải chịu tổn thương mà thôi.
Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, dễ tiếp thu được điều mới mẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đề phòng có kẻ tiểu nhân gây tổn hại tới bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không nên suy nghĩ bi quan dù gặp phải chuyện xui xẻo. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 84, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt giúp cho cả tập thể vươn tới thành công. Với bạn tuổi Dậu, bạn xứng đáng giữ một vị trí cao hơn và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh nữa nhé. Tuy nhiên, ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng cần phải chú ý thói quen, nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Không phải lúc nào cũng là tốt. Và khi phê bình người khác, với bạn cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển giúp cho người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và con cái lại không được thuận hòa cho lắm. Có thể là vì bạn và con cái hoặc là cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu được nhau và cả hai cần phải dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện, giải tỏa những khúc mắc. Đừng có đặt cái tôi cá nhân lên quá cao bạn tuổi Dậu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ cần phải chú ý cách sử dụng từ ngữ, không nên tổn thương người nghe. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, người nhà chưa thực sự thấu hiểu, quan hệ đôi bên không được hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tìm cách giải tỏa những bất mãn ở trong lòng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 53, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người lớn tuổi trong nhà đang rất hòa hợp với nhau. Bản mệnh tuổi Tuất luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và tích cực áp dụng vào thực tế cuộc sống của mình, nhờ đó mà bạn tránh được nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra với mình nhé. Trong ngày thứ bảy này, với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Và dù có đi làm vất vả thì khi về đến nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong những công việc ở nhà, chứ không đổ mọi công việc lên đầu của người ấy. Và đây cũng là một trong những lý do giúp cho gia đình của bạn luôn có được sự hạnh phúc và có được những tiếng cười nhé. Ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này còn cho thấy bạn cũng đang có được những dấu hiệu tích cực trong vận trình sự nghiệp của mình. Vì bạn luôn nghiêm túc cho nên bạn hạn chế được nhiều lỗi sai đáng tiếc, cấp trên luôn tin tưởng và giao trọng trách cho bạn. Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ cho mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ là người vợ, người chồng có trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc quan tâm chăm lo tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim nghiêm túc trong công việc, hạn chế được nhiều lỗi sai. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy được cấp trên quan trọng, giao cho nhiều trọng trách lớn lao hơn.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần, Thân, Kỷ, Hợi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Với bạn tuổi Hợi, có thể sẽ tự đẩy mình vào những tình huống khó xử và bị những người có thể hiểu biết hơn chê cười mình nữa. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, và nếu như bạn đang còn trẻ tuổi, dù là người có nhiều tham vọng, muốn chứng minh bản thân mình, thì trước hết bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài để cố gắng, chứ không nên đốt cháy giai đoạn. Và vì muốn thấy được kết quả tức thời, bạn hãy lập cho mình kế hoạch với đích đến cụ thể và không ngừng cố gắng hơn nữa bạn tuổi Hợi nhé. Ngày thứ bảy này, bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia lại chẳng được như ý muốn. Với bạn có thể sẽ cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nhưng trước hết, bạn tuổi Hợi cũng cần phải xem xét lại bản thân mình, đã truyền đạt vấn đề thật rõ ràng hay là chưa, yêu cầu của mình có vô lý quá hay là không nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa thích thể hiện quan điểm của bản thân, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ cần phải chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp với mình, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc không nên ôm đồm quá nhiều việc, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy thành công không đến một cách nhanh chóng. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 62, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!